Thì chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Mystery, chương trình Tiếng Anh lớp 10. Trong video này chúng ta sẽ làm bài review 1, ôn tập bài số 1, số 2, số 3. Đây là phần ôn tập để cho các bạn ôn thi giữa học kỳ 1. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học các cái dạng bài tập tiếp theo trong cái đề thi giữa học kỳ 1 của các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với dạng số 4 nè. Hãy chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu. Trong phần này chúng ta sẽ có cả hai nội dung, thứ nhất là ngữ pháp, thứ hai là từ vựng. Thì cái phần từ vựng này nó sẽ bao gồm từ unit số 1, số 2 và số 3, tương tự ngữ pháp cũng vậy ha. Chúng ta đến với câu đầu tiên. Bạn có thể reduce. Trước hết các bạn cứ soát ngữ từ vựng trước ha. Reduce là giảm đi cái gì đó ha. Bạn có thể giảm đi cái lượng khí carbon mà các bạn tạo ra bằng cách làm cho cái hoạt động hàng ngày của các bạn nó trở nên thân thiện với môi trường. Chúng ta sẽ có cái từ reduce là từ giảm. Footprint, carbon footprint là cái dấu chân carbon, có nghĩa là cái lượng carbon mà các bạn thải ra ha. Lượng khí CO2 thải ra. Daily activity là các hoạt động hàng ngày, eco-friendly là thân thiện với môi trường. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, khiến cho cái gì đó có cái tính chất gì đó, chúng ta sẽ có công thức là make someone hoặc là something, sau đó đi với tính từ. Khiến cho ai hoặc là cho cái vật gì đó nó có cái tính chất gì đó hoặc là nó trở nên như thế nào đó. Vậy trong này chúng ta sẽ có câu A, từ making là khiến ha. Make, verb in. Bởi vì đằng sau đã có từ buy nè, thì sau buy các bạn sẽ đi với verb in ha. Câu số 2 chúng ta sẽ thấy ABCD là các cái từ vựng nhé. Phần này phần từ vựng nhé. People, people. Những người mà những người làm công việc nhà nhiều hơn ấy thì người ta gì gì đó are happier later in life, cuộc sống về sau ha, có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Vậy thì những người mà làm công việc nhà nhiều hơn trong cái gì, childhood, thời thơ ấu, mình sẽ có cụm từ thời thơ ấu là lúc các bạn còn nhỏ ấy, thì các bạn sẽ gì, sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống sau này, later in life ha. School time là thời gian đi học, cái lúc mà các bạn đi học ha. Thời còn đi học, play time là lúc chơi. Youth là thời trẻ. Số 3, instead of. Các bạn sẽ thấy ABCD nó đều là các cái trạng từ ha. Vậy thì các bạn xem thử. Chỗ đây mình cần dùng gì được? Thay vì traveling, thay vì phải đi lại ha. Instead of. Thay vì phải đi lại để trình diễn gì đó, thì các ứng cử viên được yêu cầu là hãy gửi một cái video đã được ghi âm để mà xem xét, nghiên cứu. Có nghĩa là thay vì các bạn đi đến đó, các bạn trình diễn trực tiếp, thì các bạn sẽ gửi cái video mà các bạn đã quay, tự quay rồi ha. Gửi đến đó, rồi người ta sẽ xem xét và đánh giá cho các bạn. Hiểu thế, candidate, ứng cử viên. Ha, về trình diễn live, trình diễn trực tiếp, chúng ta sẽ có là perform live. Live, live. Perform live, live show ha. Chúng ta đến với câu số 4. Family là gia đình. Chúng ta sẽ có ABCD đều là các cái từ vựng hết, vì thế bắt buộc phải dịch bài các bạn mới biết được nghĩa của nó nhé. Cái gì đó gia đình là những cái hình thức hoặc là những cái kiểu mà quen thuộc. Chúng ta sẽ có từ familiar, không phải family đâu nha, familiar, quen thuộc. Habit là cái kiểu dáng hoặc là cái hình thức. Và có cái habit là có cái thói quen. Là cái gì đó gia đình là các cái hình thức quen thuộc cũng như là các cái thói quen mà dựa vào đó gia đình nó có thể gì, kiểm soát hoặc là quản lý cuộc sống cá nhân hàng ngày. Vậy thì những thứ mà là thói quen hoặc là những thứ mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình gọi nó là routine, family routine, thói quen hàng ngày. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có câu C ha. Family routine, thói quen hàng ngày. Câu số 5. Cái gì đó của talent show, chương trình gì tìm kiếm tài năng thì nên được dành cho độ tuổi từ 5 đến 16 và sẽ được gì? Mời
Invite for the audition. Sẽ được mời để mà gì? Thử giọng nhé. Mình sẽ có cụm từ audition là thử giọng. Đây. On stage, trên sân khấu. Vậy thì chúng ta sẽ xem thử cái từ nào nó đi được với cái này nhỉ? Ai? Đúng không? Cái người tham dự phải là cái đối tượng nào đó của cái show này thì ở cái lứa tuổi này. Vậy thì cái lứa tuổi ha thì nó sẽ dành cho người tham gia, người tham dự. Chúng ta sẽ có câu B, participate, bởi vì 5 đến 16 tuổi tất nhiên không thể nào ban giám khảo với nhiều tuổi đúng không? Audience là khán giả. Khán giả thì tất nhiên không có thử giọng rồi. Khán giả nè. Reviewer là những cái người đánh giá. Judge, ban giám khảo. Participant là người thi, người tham dự. Số 6. Rubbish là rác thải đúng không? Cái gì đó ở miền quê nè, có cái toxic feel, có cái khó mà khó đọc. Nó được banned là nó được thải ra, phun ra ngoài không khí, và radio discharge là radio là thuộc về phóng xạ, cái sự xả thải phóng xạ ha. Nó pollute, động từ làm ô nhiễm. Vậy thì làm ô nhiễm biển, vậy thì người ta đang kể đến các cái tác nhân gây ô nhiễm đúng không? Vậy thì tác nhân gây ô nhiễm thì tất nhiên là những cái thứ nó gì xấu tiêu cực. Vậy thì trong số A B C D chúng ta sẽ thấy tidy là dọn dẹp nè, là tốt đúng chưa? Litter là xả rác, wash là rửa dọn, và clear là làm sạch. Vậy thì các bạn thấy nè, người ta sẽ có cái keyword của mình là động từ làm ô nhiễm. Vậy thì làm ô nhiễm môi trường biển, vậy thì nó chỉ có thể là những tác nhân xấu. Vậy thì liên quan đến rác thì chỉ có thể là gì? Xả rác thôi, đúng không? Litter, litter, rubbish litter. Hả? Xả rác. Câu số 7, happiness, nó là danh từ của từ happy nè. Happy nó là tính, đúng không? Happy là tính từ. Vậy thì danh từ của từ happy nó sẽ là happiness, sự vui vẻ. Hoặc là niềm vui ha. Niềm vui thì không phải là đạt được những gì bạn muốn, mà là yêu quý và được gì gì đó vì những gì bạn nhận được ha. Vậy thì bạn vui vẻ khi bạn gì? Bạn yêu quý và bạn biết ơn, grateful for. Mình sẽ có cụm từ grateful for, keyword của nó là giới từ for ở đây, được chưa? Vậy thì toàn bộ những cái này là hate là xấu đúng không? Selfish, ích kỷ cũng là xấu luôn. Vậy thì tất nhiên những thứ xấu nó không thể nào mang lại đến cái niềm vui happiness được. Và chúng ta sẽ đi với câu A, grateful, grateful, biết ơn. Câu số 8, turn off light, turn off. On là bật lên mà off là tắt đi. Tắt các cái đèn khi mà không sử dụng là một cái cách tốt để mà các bạn gì làm theo hoặc là bắt đầu cái gì đó xanh và improve, cải thiện môi trường của chúng ta. Vậy các bạn xem thử ABCD nó đều là các cái danh từ responsibility, trách nhiệm, attitude, quan điểm, awareness, nhận thức, lifestyle, lối sống. Rồi khi các bạn biết nghĩa là các bạn sẽ đoán ra liền đúng không? Green, green, green là xanh sạch đó ha, lành mạnh đó ha. Vậy thì chúng ta sẽ coi thử tắt đèn khi không sử dụng đó là một hình thức tiết kiệm ha, tiết kiệm năng lượng, thì tiết kiệm năng lượng nó sẽ đưa đến một cái gì? Cuộc sống xanh hoặc là lối sống xanh. Chúng ta sẽ có từ lifestyle. Các số 9, chúng ta xem thử câu số 9 chọn cái nào nè. Paid account là tài khoản trả tiền, có nghĩa là các bạn trả phí ha. Với cái tài khoản trả tiền á, thì website này nó allow, là nó cho phép người dùng không chỉ nghe được cái nhạc yêu thích mà còn gì, các cái nhạc trực tiếp, và vote là bỏ phiếu.
cho cái gì đó ca sĩ, cho ca sĩ gì đó ha. Vậy thì với tài khoản đó thì các bạn có thể bỏ phiếu cho ca sĩ mà các bạn xem thử cái nghĩa nha. Reject là từ chối nè, prefer là yêu thích nè, thích cái gì đó hơn cái gì đó có nghĩa là yêu thích, eliminate là loại bỏ, và câu cuối cùng là undesirable, không, kiểu không tham vọng ha, không có tham vọng. Vậy thì các bạn xem thử, khi các bạn có cái tài khoản trả tiền thì các bạn có thể gì bầu bầu hoặc là bỏ phiếu ha. Vậy thì bỏ phiếu cho cái ca sĩ mà mình gì mình yêu thích chứ, mình thích mình cũng bỏ phiếu chứ, không thể nào mình loại bỏ được ha. Prefer cho cái ca sĩ mà bạn thích, bạn yêu thích. Cái số 10, too much, too much, quá nhiều. Có quá nhiều cái khí CO2 trong cái bầu khí quyển atmosphere, lead to là nó sẽ dẫn đến cái sự gia tăng của temperature, nhiệt độ toàn cầu và cái gì đó ô nhiễm. Vậy các bạn xem nè, too much, quá nhiều. Atmosphere, bầu không khí. Hoặc là bầu khí quyển. Lead to đồng nghĩa với từ cause. Gây này. Increase, tăng nhiệt độ, temperature. Vậy thì các bạn xem nè, khí CO2 nó sẽ gây ra cái loại ô nhiễm nào sau đây? Ô nhiễm soil là ô nhiễm đất nè, air không khí, water ô nhiễm nước, và light là ô nhiễm ánh sáng. Vậy thì trong số các cái loại ô nhiễm này thì CO2 nó sẽ ra ra ô nhiễm không khí. Vì thế các bạn sẽ chọn là air pollution. Cụm từ air pollution là ô nhiễm không khí. Các bạn lưu ý là ô nhiễm không khí mình sẽ có cụm từ là air pollution hoặc là polluted air. Các bạn để ý nha. Lúc này air pollution là pollution đóng vai trò là danh từ. Còn polluted air thì polluted nó đang đóng vai trò là tính từ. Vì thế tính nó phải đứng trước cái danh từ là air ha. Còn nghĩa của hai cụm này như nhau. Cái số 11, family meals, các cái bữa ăn, bữa cơm. Các cái bữa ăn gia đình thì nó giúp cho các thành viên trong gia đình gì gì đó nhiều thời gian để stay together, ở cùng nhau. Every week, mỗi tuần. Vậy thì các bạn sẽ thấy nè, ABCD chúng ta có các cái động từ. Vậy thì mình sẽ tìm keyword trong cái câu nhé. Đó là từ staying, staying. Vậy thì keyword trong này nó có staying, nó chính là ở dạng verb in. Thì trong số những cái động từ này chúng ta thấy cái nào hợp lý? Spend là dành thời gian, đúng không? Dành ra thời gian để làm gì đó. Tương tự use là sử dụng, dùng hoặc là sử dụng. Tuy nhiên use cái gì đó để làm gì đó chúng ta đi với to verb. Tương tự waste là lãng phí, và save là tiết kiệm. Vậy thì các bữa cơm gia đình nó giúp cho các thành viên trong gia đình có thể dành nhiều thời gian ở cùng nhau. Chúng ta sẽ thấy từ spend này, dành thời gian, và nó đi với verb thêm thêm in. Thì chỉ có câu A từ spend nó là hợp lý nhé. Dành ra cái gì đó để làm cái gì đó thì nó sẽ là spend cộng với thời gian, tiền bạc hoặc là công sức đi với verb in ha. Cái công thức này các bạn note vào nè. Ai đó dành ra thời gian, tiền bạc, công sức để làm cái gì đó ha, đi với verb in. Câu số 12. Bạn có thường làm gì đó có cái used household item, các cái dụng đồ dùng gia đình đã qua sử dụng, hoặc là sort là phân loại, rồi recycle là tái chế. Vậy thì các bạn xem thử, bạn có thường làm gì đó đồ dùng đó hay là bạn phân loại rồi sau đó tái chế nó. Clean up là dọn dẹp nè, pick up là nhặt lên, rinse out là hết hoặc là cạn kiệt sử dụng hết ha, và throw away là vứt bỏ. Vậy thì các bạn thấy là trong này nó có or, là hoặc. Vậy sẽ là cái A hoặc là cái B đúng không? Cái A hoặc là cái B. Vậy mình thấy cái phía trước đó thì mình không biết gì hết, nhưng mà phía sau mình sẽ thấy là phân loại và tái chế, đây là những hành động tốt đúng không? Vậy thì mình sẽ hỏi là mình sẽ làm một cái điều gì đó không tốt hay là làm cái điều gì đó tốt. Thì trong số những cái từ này chúng ta sẽ có từ throw away. Bạn thường bỏ đi những cái đồ đã qua sử dụng hay là bạn phân loại và tái chế chúng? Câu D nhé. Số 13, answer. Với tư cách là cái gì đó ha, với tư cách là cái gì đó ha.
Traditional performance là cái tiết mục trình diễn. Tiết mục trình diễn mà thuộc về traditional là truyền thống. Mình sẽ có từ art là nghệ thuật ha, nghệ thuật trình diễn truyền thống. Tiết mục hoặc là trình diễn. Thì cái hát châu văn nó được recognize, công nhận. As a part là một phần của gì? Văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ha, vậy thì chúng ta xem thử. Genre. Cái này là thể loại nè. Form là hình thức nè. Means là phương tiện. Series là chuỗi. Vậy thì các bạn xem thử. Là một cái hình thức biểu diễn truyền thống thì cái bài hát, cái dạng hát này nó được công nhận là một phần của văn hóa Việt Nam. Chúng ta sẽ có một hình thức là chúng ta sẽ có từ form, hình thức hoặc là cái kiểu ha. Câu số 14, instead of hồi nãy mình có một trường hợp mình gặp từ này rồi, đó là thay vì làm gì đó thì tôi làm gì đó, và sau instead of người ta sẽ đi với verb in hoặc là danh từ nhé. Thay vì sử dụng cái gì đó, ô tô hoặc là xe máy, thì chúng tôi sử dụng public transport, phương tiện công cộng. Đi bộ hoặc là chạy xe đạp đến trường và đi học nữa. Ha. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nè, phương tiện công cộng nè, đi xe đạp nè và đi bộ đến trường, thì đây là những cái cách mà để là gì? Giữ cái môi trường đúng không? Bảo vệ môi trường. Vậy chúng ta xem thử, thay vì việc sử dụng cái gì đó, ô tô và xe máy gì chẳng? Riêng đúng không? Thay vì sử dụng ô tô và xe máy riêng, xe máy cá nhân á, thì chúng ta lại sử dụng các phương tiện công cộng, là phương tiện dùng chung ha. Vậy thì trong số ABCD cái nào là thuộc về cá nhân nha? Câu C, personal, cá nhân. Ha. Regular, thường xuyên. Common, chung. Individual, mỗi người. Ok, vậy thì chỉ có câu C thôi, personal car, xe riêng ha. Câu số 15, cutting emission, chúng ta sẽ có từ emission là thải ha, thải ra hoặc là tỏa ra ngoài ha. Rapidly, nó giống như từ quick là nhanh chóng, cutting là cắt giảm. Bằng cách cắt giảm nhanh chóng cái việc mà thải cái gì gì đó, chúng ta có thể là gì? Làm giảm đi, lessen, làm giảm đi, nó bằng với từ reduce. The risk of, nguy cơ. Giảm đi cái nguy cơ thay đổi khí hậu vô cùng nguy hiểm. Climate change, sự thay đổi khí hậu, dangerous là nguy hiểm. Vậy thì xem thử, bằng cách mình giảm cái gì thì nó sẽ hạn chế được cái sự biến đổi khí hậu ha. Chúng ta sẽ thấy ABCD, greenhouse gas là cái khí nhà kính. Traffic jam là kẹt xe. Water shortage, thiếu hụt nước. Deforestation là nạn chặt phá rừng. Vậy thì trong số ABCD mình giảm cái gì thì nó sẽ giảm đi cái thay đổi khí hậu? Chính là câu A ha. Cái sự tỏa ra, cái sự thải ra phải là cái gases, cái khí nha. Như vậy thì đây là cái dạng số 2 nè, thì đa số trong cái này các bạn đang dính tới vấn đề là từ vựng ha. Một số nó sẽ có đến ngữ pháp, ví dụ có drop spend rồi chẳng hạn ha. Thì cái đó là bao gồm cả từ vựng và ngữ pháp luôn. Các bạn cố gắng luyện từ vựng nhiều vào trong cái tập từ vựng. Tối thiểu là các bạn phải biết hết các cái loại từ vựng, các cái từ vựng nó nằm trong cái tập từ vựng mà Mr. gửi cho các bạn vào đầu khóa nhé. Miss cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!